Xin chào mọi người. Chính thần ở rễ, Di Thanh Tần Tâm Tâm, chương 7198 đến chương 7207. Mà Thế Long đem hết toàn lực chống đỡ, thế nhưng là nắm đấm của hắn cùng nắm đấm Di Thanh đập vào nhau, nháy mắt toàn bộ cánh tay liền bị chấn nát. Hắn lúc này mới thấy bảo vệ trái tim không bị đánh nát, mà cả người hắn nháy mắt cũng bay ngược ra ngoài. Luồng khí tức kinh khủng kia tự nhiên bị đạn pháo oanh tạc, Mã Thế Long căn bản là không có sức hoàn thủ. Cuối cùng Mã Thế Long đã từng uy danh hiển hách tại cổ võ trung giới, lúc này giống như một con chó chết nằm đè ngã trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Nếu như không phải tu vi bản thân hắn khá mạnh thì cú ngã này đủ để nát hết xương cốt cả người. Thế Thanh chậm rãi đi đến phía trước cái hố to, từ trên cao nhìn xuống nhìn thêm Mã Thế Long. Những thế cảnh này toàn trường chấn kinh. Những cường giả và Lâm Tông phản bội kia sớm đã nghĩ tới kết cục này, bản không khỏi cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn kịp thời vừa rồi của mình, nếu không hiện tại mà hắn sớm đã tan thành một cái xác chết. Đám người thành dịch khóc cũng hai mắt trợn tròn, vốn như bà hắn còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Mà ông tử dù ta vốn đã từng là vị cứu tinh trong lòng đám người thành dịch khóc, mà người sau lưng mà ông tử đương nhiên là thành tiên chân chính trong lòng mà hắn, đó là những tồn tại cường đại có thủ đoạn thông thiên. Chỉ có điều tồn tại kinh khủng như vậy cuối cùng vẫn thua ở trong tay Dương Thanh, hơn nữa còn là bị Dương Thanh giải quyết trong vài phút. Nhẫn Nhục Nông vừa nghe thấy việc trước đó đã mấy lần đối nghịch cùng Dương Thanh đều sắp bị dọa mà ngất đi, cho đến giờ phút này Nhẫn Nhục Nông mới biết được Dương Thanh vẫn luôn nương tay với bọn hắn, mà không bọn hắn bây giờ căn bản là không có khả năng có cơ hội xuất hiện ở nơi đây. Trước đó khi kết giới mà Dương Thanh thi triển nhằm đưa đám cường giả vào trong huyễn cảnh vỡ tan, một số Diệt Tông may mắn sống sót nhưng bị thương kia sớm đã lộn nhào bỏ đến một nơi cách Dương Thanh rất xa, đứng tại bên cạnh nhóm người Lâu Nguyên Yên. Nhìn các tình huống bên kia của Dương Thanh, ánh mắt bọn hắn lập tức nhìn về phía Lâu Nguyên Yên. Nguyên Yên trước kia đây là đại bá không đúng, đại bá không nên đối xử với người như vậy. Đại bá kỳ thực đã sớm hối hận, hy vọng người chưa chấp nhận cùng đại bá. Nguyên Yên, Tiểu Hàng, Thiếm có biết sai rồi, trước kia đây là nghe lời ma quỷ của những người khác, mỗi lần cùng các người đối nghịch. Các người đã nhân không thức tiểu nhân, để cho Thiếm một cơ hội đi. Để lúc đó, giúp Thiếm tại trước mặt Dương Thanh nói một vài lời tốt đẹp. Hai tử của Thiếm còn nhỏ, Thiếm không thể chết được à. Ngươi Yên, ngươi cũng giúp ta nói một chút đi. Ta thực sự biết sai rồi, ta hiện tại xin lỗi ngươi, thực sự xin lỗi. Trong lúc nhất thời, tất cả những việc đồng đều cầu xin Lưu Yên. Không cùng bọn hắn so đo, bán đều lo lắng sau khi Dương Thanh giết chết Mạng Thế Long sẽ đem bọn hắn giết sạch. Mà những việc đồng sớm đã lựa chọn duy trì Dương Thanh kia. Giữa phút này ngược lại là còn có thể có mấy phần trấn định, trong lòng của âm thầm cảm thấy may mắn. Nhìn những Dương Đông đám cỏ đầu tường trước mắt này, Lưu Yên thở dài một hơi. Nàng đã mấy lần trải qua sinh tử, sớm đã nhìn thấu bản chất con người, cũng nhìn thấu đức hạnh của những người này từ lâu. Trong lúc nhất thời, Lưu Yên có chút do dự, không ông lập tức đáp ứng. Bởi vì ban đầu ở thời điểm chỉ để hai người bọn họ 10 phần tuyệt vọng, thì những người này không một kẻ nào nguyện ý đứng ra giúp đỡ tỷ lệ các nàng. Nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Yên, Nhẫn Nhục Nông lập tức cảm thấy không lành, lại lập tức bắt đầu giả vờ thành đáng thương, nói bọn hắn trên có già dưới có trẻ, lại đáng thương đến cỡ nào. Đến lúc này Lưu Vũ Hàng cười lạnh một tiếng, ánh mắt đỏ bừng nói ra: hiện tại thấy hối hận rồi sao? Hiện tại biết mình sai rồi sao? Các ngươi lúc trước đã làm những gì chứ? Thời điểm ta cùng tỷ tỷ của ta kém chút đã bị giết chết, các ngươi tại sao không cảm thấy chúng ta đáng thương như vậy chứ? Chẳng lẽ ta cùng tỷ tỷ của ta còn có Nhĩ Chu để là người đáng chết sao? Các ngươi đều là tự làm tự chịu, coi như có bị Thanh Ca giết thì đó cũng là ý trời. Mà lại Thanh Ca giết hay không giết các ngươi, đó cũng là quyết định của Thanh Ca. Ta còn tỷ của ta nói cũng không tính, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nhẫn Nhục Nông nghe được những lời nói của Lưu Vũ Hàng là tức hổ thẹn không thôi. Sự hối hận của bọn hắn giờ phút này xuất phát từ nội tâm, hối hận lúc trước và cái gì không dám đứng ra giúp tỷ để hai người nói một câu, chứ dù không làm gì thì nói một lời cũng được. Thế nhưng là bọn hắn cũng không hề làm như vậy, mà là vì lấy lòng những ác nhân kia mà bà hắn không ngừng lựa chọn chỉ trích và bắt nạt hai tỷ đệ cùng Nhĩ Chu. Đồng thời bà hắn lúc trước cũng lần lượt biểu lộ rõ để những kẻ kia giết chết Dương Thanh, nhưng bà hắn có làm sao để không nghĩ tới người thắng sau cùng vậy mà là Dương Thanh. Mà ông tử bên kia nhìn thấy Mã Thế Long đề bài thảm hại trong tay Dương Thanh, hắn cũng triệt để tuyệt vọng. Nhưng là bây giờ có hận như thế nào đi chăng nữa thì cũng đã không kịp. Dương Thanh bên kia trực tiếp một chân giống tại trên mặt Mã Thế Long, nhưng không dùng sức quá mức mà cứ như vậy vỗ nhục Mã Thế Long. Dương Thanh mở mắt giễu cợt: ngươi cần lại là nói một chút đi,
ta để làm giết ngươi sẽ hối hận như thế nào. Mà Thanh Long lúc này đầu đã bị giẫm trên mặt đất, chỉ cần Diêm Thanh có chút dùng sức thì đầu của hắn sẽ như trái dưa hấu nháy mắt nổ tung, hắn nào còn dám truy rít với Diêm Thanh. Mà Thanh Long khẩn trương đến nói năng lộn xộn, ta người là ta sai, cầu xin ngươi tha cho ta một mạng, ta sẽ đem bảo vật cùng linh thạch mà Bạch Long Tông sở hữu hết thảy tặng cho ngươi, chỉ cầu đổi lấy một cái mạng của ta. Đối lại là những người khác có lẽ sẽ lập tức tâm động, thế nhưng Diêm Thanh lại một vẻ mặt khinh thường. Gia Tân cười lại nói ra, mạng của ngươi còn đáng tiền hơn so với ta sao? Mạng của ta ngươi chỉ trả 10 triệu linh thạch, ngươi chỉ là một cái mạng chó, mày mà có thể dùng linh thạch cùng bảo vật của toàn bộ Bạch Long Tông đổi lấy hay sao? Ngươi đây là đang vũ nhục ta sao? Nghe được lời nói của Diêm Thanh, trong lòng Mã Thanh Long tràn ngập tuyệt vọng. Diêm Thanh nhớ rất rõ ràng, Mã Thanh Long trước đó đã định cho những cường giả kia giết mình mới ban thưởng 10 triệu linh thạch. Không đợi Mã Thanh Long kịp nói gì, Diêm Thanh tiếp tục nói, chỉ cần dưới chân ta có chút dùng sức, thì tất cả những gì của Bạch Long Tông đều thuộc về Diêm Thanh ta. Và ta tại sao phải lưu lại cái mạng chó của ngươi làm gì chứ? Sắc mặt Mã Thanh Long lập tức cắn mệt dưới tờ giấy. Hắn rõ ràng những gì Diêm Thanh vừa nói thật đúng là như thế. Thế nhưng là những gì hiện tại hắn có thể làm ngoài trừ cầu xin tha thứ thì vẫn là cầu xin tha thứ. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có khả năng bỏ qua cho ta? Ngươi có yêu cầu gì ta đều sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn cho ngươi. Diêm Thanh, à không, Diêm Thanh Sinh, ta thật sự biết sai rồi, ta trước kia không nên cùng ngươi đối kịch. Mã Thanh Long trước đó đã không ngừng uy hiếp Diêm Thanh, mỗi giết tất cả thân nhân của Diêm Thanh. Từ thời khắc đó trở đi, Mã Thanh Long tại trong lòng Diêm Thanh đã là người chết. Diêm Thanh lập tức ngắt lời Mã Thanh Long, yêu cầu của ta chỉ có một, đó chính là muốn lấy cái mặt chó của ngươi. Ngay sau đó Diêm Thanh lại trực tiếp hỏi, nói cho ta biết hiện tại cổ võ trung giới tình huống như thế nào. Diêm Thanh đã rời khỏi cổ võ trung giới hơn nửa năm, có luôn một mực lo lắng cho Ngô Hùng Bá bọn họ. Mã Thanh Long hơi sững sờ, không dám tiếp tục nói nhảm, chỉ thấy cầu nguyện trong lòng bằng mọi giá thỏa mãn Diêm Thanh có lẽ mới có cơ hội sống sót. Chính vì vậy hắn lập tức nói với Diêm Thanh tất cả những gì mình biết được. Sau khi nghe được tình hình hiện tại ở cổ võ trung giới, sắc mặt Diêm Thanh lập tức nghiêm túc tới cực điểm, đồng thời toàn thân sát khí sôi trào. Bởi vì Diêm Thanh biết được Ngô Hùng Bá bọn họ cũng biến mất đã rất lâu, đồng thời phó thần chủ Bà Cổ Thành cũng đều bị săn bằng. Thời điểm Diêm Thanh ở tại cổ võ trung giới vẫn luôn ở phủ thành chủ Bà Cổ Thành, nơi đó liền xem như là nhà của anh tại cổ võ trung giới. Nhưng là bây giờ ngôi nhà này đã không còn nữa, nhà đã không còn, người thân cũng không còn, Diêm Thanh làm sao để không sôi trào sát khí được chứ? Diêm Thanh đã sớm ngờ tới Ngô Bá bọn họ sẽ bị anh làm liên lụy, tình cảnh mười phần nguy hiểm, thế nhưng có làm sao để không nghĩ tới kết cục của bọn họ lại bi thảm như vậy. Diêm Thanh cũng rõ ràng tầm quan trọng của phủ thành chủ Bà Cổ Thành đối với Ngô Hùng Bá, nhưng tất cả những chuyện này đều là vì anh mà bị hủy diệt. Cảm nhận được cổ sát cơ kinh khủng kia, Mã Thanh Long toàn thân kịch liệt run rẩy. Hắn hoảng sợ nhưng không được cầu xin. Ta để nói cho người biết, người tha cho ta đi. Ta nguyện ý làm chó săn cho ngươi. Ta nguyện ý giúp ngươi tìm kiếm Ngô Hùng Bá bọn hắn. Ta nguyện ý giúp ngươi đi đối phó cùng Cao Chính Xương những tên khốn kiếp kia. Mã Thanh Long bắt đầu điên cuồng lấy lòng. Diêm Thanh lại không chút nào để ý tới, bàn chân vẫn đạp trên đầu Mã Thanh Long. Tâm trạng Diêm Thanh những phút này cảm thấy rất nặng nề, một mặt là lo lắng cho Ngô Hùng Bá bọn họ, một mặt thì là vì anh từ trong miệng Mã Thanh Long biết được Cao Chính Xương bên kia vậy mà đã cấu kết cùng cường giả của võ thượng giới. Điều mà Diêm Thanh lo lắng nhất chính là cường giả của võ thượng giới sẽ xuất hiện, kết quả những tên kia vậy mà hiện tại đã xuất hiện tại cổ võ trung giới. Chỉ cần có một tên đến và rất nhanh thì sẽ có tên thứ hai, tên thứ ba, cho đến khi tất cả cường giả của võ thượng giới kéo đến. Thế nhưng là bây giờ tôi vì có Ngô Bá bọn họ để chưa tăng lên, coi như bây giờ vẫn chưa bị giết thì cũng không có khả năng đối mặt với cường giả của võ thượng giới. Một lát sau, ánh mắt lạnh như băng của Diêm Thanh đột nhiên nhìn về phía Mã Thanh Long chất vấn, người có chắc những điều ngươi vừa nói đều là sự thật hay không? Mã Thanh Long khẩn trương nói, đương nhiên tất cả đều là sự thật, ta làm sao dám lừa ngươi được chứ? Tuyệt đối từng câu đều là sự thật. Những chuyện này tại bên trong cổ võ trung giới đã không còn là bí mật, người không tin có thể hỏi những người khác. Ánh mắt của Diêm Thanh vô thức nhìn về phía những cường giả phản bội Mã Thanh Long kia. Những tên đó lập tức gật đầu, tranh nhau kể cho Diêm Thanh nghe những chuyện đã xảy ra ở cổ võ trung giới trong khoảng thời gian này. Diêm Thanh mặc dù hơn nửa năm không ở tại cổ võ trung giới, thế nhưng nghe bọn gia hỏa này kể lại, anh gần như để đem tất cả mọi chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này để đó như nằm bàn tay. Diêm Thanh lại hỏi, các người có người nào biết Ngô Hùng Bá bọn họ đang ở nơi nào hay không? Sẽ có khả năng sớm đã bị cường giả cổ võ thượng giới giết rồi hay không? Lần này không đợi những cường giả khác kịp mở miệng, Mã Thanh Long là cái đầu tiên mở miệng. Bà hắn là còn chưa chết, nếu không khẳng định sẽ có tin tức truyền ra.
mà lại thực lực của bà Hánh cũng có là tương đối cường hãn. Những tâm môn bình thường căn bản là không có thực lực tiêu diệt được bà Hánh, mà các chiến sư tên kia cũng đang một mực tìm kiếm tung tích của bà Hánh, cho tới bây giờ vẫn còn thông cáo treo thưởng. Như Thanh lúc này cũng có thể kết luận ngôn bá bọn họ hắn là còn sống, chỉ là đang lẩn trốn không dám lộ diện mà thôi. Xem như bọn họ còn tương đối cơ trí, điều này cũng khiến tâm trí Dương Thanh có chút nhẹ nhõm. Mà Thanh Long tiếp tục nói, theo ta suy đoán ngôn bá bọn hắn rất có khả năng đang ẩn trốn ở Chu Tức Thành. Ta nghe được một số tin đồn nói là Chu Tức Thành cũng xuất hiện một cường giả thần bí thực lực cực kỳ khủng bố, rất có khả năng cũng là cường giả của võ thượng giới, cho nên cả chiến sư lão hồ ly kia vẫn chậm chạp không dám độc thủ với Chu Tức Thành. Về phần ba họ thành kia, cả chiến sư đã tìm kiếm tung tích của ngươi cùng ngôn bá bọn hắn gần như đã vô số lần muốn đào sâu mà thất tất, không thể tìm được mảy may chút tin tức nào liên quan tới bọn hắn. Duy nhất chỉ có Chu Tức Thành thì cả chiến sư không dám hành động liều lĩnh, nên không dám phái người đi lục soát kỹ lưỡng.